À, cái tên của Kazumi là họ của người dân tộc Cờ Ho của vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng. Khi tham gia cái chương trình này thì đây cũng là cái chương trình đầu tiên mà Kazumi tham gia và được tiếp xúc với lại những anh chị, những tiếp xúc với lại các anh chị ban nhạc cũng như là ban giám khảo. Kazumi rất là vui và cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc cho mình, tại vì được lần đầu tiên khi Kazumi được tiếp xúc với lại những người gọi là dễ thương, nổi tiếng sau này dễ thương, không biết là để từ rất là dễ thương. Và một lần nữa thì ư cảm thấy là cái đó là niềm niềm hạnh phúc lớn nhất của Kazumi từ trước tới giờ.